Đây là cũng xin giới thiệu, đây là ông sếp ở Kobe, thì đang trên đường đi thi đấu tại cái sân golf Shiseido nằm miền Nam Kobe, thì đang chuẩn bị ra sân. Thì vừa rồi có ghi lại một số hình của anh Nhuận đang tập trên bata trên và cũng đang chuẩn bị ra chờ đến giờ để ra sân. Thì trong thời gian chờ đợi này thì cũng xin giới thiệu đến tất cả quý bạn để theo dõi trong cuộc đấu ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là anh Đô, là cũng đang ngồi trên xe thì cũng cùng chung một cái đội để mà đi thi đấu đó. Thì cũng tôi sẽ trong thời gian đang chờ đợi đây, xin quý vị cùng quý bạn cũng đang theo dõi trong trận đấu này đó. Vừa rồi thì có quay đây là anh Dương, thì vừa rồi đang tập bata trên sân green đó. Là đây là một người đang phải là trong trong cái đội này, là anh này là giỏi nhất đó. Thì không biết hôm nay có gây cấn gì không biết, nhưng mà thắng bại như thế nào biết, rồi chờ kết quả sẽ báo đó. Và cũng xin nhắc lại là cuộc đấu hôm nay rất gay cấn lắm đó. Cho nên thời gian mà sắp sửa ra sân ai cái nấy cũng là ngồi im lặng để mà lấy tinh thần để chuẩn bị ra sân. Và tiếp theo đây cũng có nhiều đội banh bạn cũng là sắp hàng cũng đang chờ ra sân đây đó. Thì cũng đang quay những cái cuộc trên cái sân golf này để cho quý vị biết được đây là sân golf của miền Nam Kobe tại Nhật Bản. Và bên này có một dàn lưới xanh đây, có nghĩa là cái sân trước khi ai muốn đi sớm mà sắp cho sân thì vào để tập, thì là cái sân để dành riêng cho mình tập đánh để cho nó có cái nghị lực mạnh mẽ hơn để cho chuẩn bị ra sân. Còn còn đây là những cái hình ảnh những cái vườn cây này, nó là trong trang trí cho cái vẻ đẹp của sân golf. Thì đây là những cây thông và những cái cây mà ở sân golf họ trồng cho mát rồi để mà có một cái vẻ đẹp. Đây. Và ngay cái cây này thì ngay cái cây mà nó giống như một cây dừa nước, thì đó là một tụ điểm khởi xuất phát đầu tiên của lúc thi đấu. Thì trong này nó có hai cổng, cổng A, cổng B, cũng như là cổng thì chia làm hai, có thể thi hai đầu cổng này. Thì thời tiết hôm nay rất là tốt, là nắng gắt, có thể là khoảng 32 độ.